Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Video ngày hôm nay em Phúc xin giới thiệu tất cả quý anh chị cô chú một khu dân cư chuẩn châu Âu nằm ở ngay tại đường Tô Ngọc Vân, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích mỗi căn dao động từ 50m² cho tới 90m² và giá cũng dao động từ 6,5 tỷ cho tới 8 tỷ, pháp lý là sổ hồng riêng. Ngoài ra bên em còn hỗ trợ quý anh chị vay ngân hàng lên đến 70%. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với em Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí dự án và em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý anh chị. Dự án Thành Đô 2 nằm ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân và có hơn 80 căn nhà phố và shop house. Đã được hoàn thiện phần thô, điện âm, nước âm, pháp lý sổ hồng riêng, quý anh chị có thể công chứng ngay trong ngày. Dự án Thành Đô 2 nằm cách thành phố Bình Dương khoảng 2,5 km và cách thành phố Thủ Đức khoảng 3 km và cách Gò Vấp hơn 1,5 km. Một vị trí vô cùng chắc địa cho một căn hộ chuẩn châu Âu. Và bây giờ xin mời quý anh chị vào bên trong để tham quan dãy nhà phố dự án của chúng ta. Đường vào dự án có chiều ngang là 6m, hai xe ô tô né nhau và hai bên đều có vỉa hè mỗi bên 2m. Mỗi căn nhà phố của chúng ta đều có đồng hồ điện riêng, nước riêng. Và hiện tại trong khu này thì điện âm, nước âm và có lắp rất là nhiều camera an ninh. Và sau này khi quý anh chị về đây sinh sống sẽ có một người bảo vệ gác cổng, không cho người lạ vào khu dân cư của chúng ta nên cực kỳ là an ninh. Nếu quý anh chị quan tâm thì cứ điện thoại ngay cho em, ngay số điện thoại ngay góc màn hình để được tư vấn về pháp lý và giá cả. Video của em ở đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.